Xin chào Trần Thỏ đến quý anh em. Hiện tại là mình đang có mặt ở Đà Nẵng và thời tiết ở ngoài này hiện tại rất là lạnh anh em ơi. Bản thân mình là hiện tại bây giờ là mặc tới hai cái áo ấm và hai cái áo trong mà vẫn còn thấy lạnh. Mình ra tới Đà Nẵng hôm nay là ngày thứ ba rồi. Thì bữa nay bắt đầu mình mới đi quay. Thì hai hôm trước thì chỉ nằm ở trong khách sạn và co cấm thôi chứ không có quay được gì. Nó mưa phùn liên tục. Mình quay cho quý anh em mình xem đoàn ghe thu mua của Khánh 97. Đây là đoàn thu mua của Thừa Thiên Huế nha anh em. Chuyên thu mua các ghe lưới quay đêm của Quảng Bình và lưới quay đêm của Mỹ Thắng, Mỹ Đức, Tam Quan. Thì cái mẫu ghe quả lường này ở trước cái mũi nhọn, ở sau cái đuôi bằng á, nhìn theo ở cái góc độ này mình quay á, thì thấy cái mặt ghe nó không có rộng nhưng mà ghe rất là dài. Ghe dài tầm 25-27m, 23m có, nhưng mà mỡ không có căng anh em, mỡ chỉ tầm 6m hơn gì thôi. Thì ở cái vùng mà Đà Nẵng cùng với Thừa Thiên Huế thì tập đoàn thu mua của Khánh 97 khá là nổi tiếng nha anh em. Ghe đóng theo kiểu vỏ lường, mũi nhọn, đuôi bằng và sử dụng dòng máy Caterpillar, máy đập thùng của Mỹ. Cái kiểu máy mà mình đã từng có clip qua cho anh em xem về những con tàu sắt, gọi là dòng máy dân dã, mình gọi là dòng máy Caterpillar á. Đây là dòng máy phun dầu điện tử, máy của Mỹ ha. Anh em thấy cái mũi hợp phả kỳ quá ha. Lên chặt ngang luôn nhé. Dễ mắt, dễ đồ, bài bản. Sơn màu xanh lá cây nổi bật. Ghe này về nghỉ đông mà sao mùa này không có đi thu mua mà sao ghe cũng đầm cứng vậy trời. Theo mình tìm hiểu là mấy chiếc này là 23-24m không anh em. Mà sao toàn nhìn cái mẫu ghe nó cục đòn nó cũng không có dài đòn ha, ốm thon. Mấy cái mẫu ghe này mà cho đóng theo kiểu của anh em ở Vĩnh Lợi thôi chứ nhìn chiếc ghe nó xuất sắc hơn nhiều ha. Quay anh em xem ghe thuyền ở Âu Thuyền Thọ Quang nè nè. Ghe cứng hết á. Mẫu ghe, một số ghe của Đà Nẵng ha. Anh em thấy ghe của Đà Nẵng thì đóng cũng không có đẹp lắm. Cái này là cái nhận xét mà khách quan của mình thôi ha. Còn ghe ở Quảng Ngãi thì đóng cũng to, cũng gọi là tương đối thôi. Chứ còn cái so về cái tính thẩm mỹ thì ghe của Quảng Ngãi họ đóng cũng hơi mỉa cái mũi tới anh em. Cái điều đó là mình thấy mình không có thích. Đó, mình quay nghe sổ cái niềm rô cho anh em xem nè. Có chữ Thừa Thiên Huế anh em. Số niềm rô đẹp quá ha. 92468 TS. Thừa Thiên Huế không à. Ghe của đoàn Khánh 97. Con này thì chơi không có con viền, còn con bên cạnh là làm cái con viền thấp chủng xuống vậy. Ghe ở ngoài Đà Nẵng họ đóng cái con viền dưới đó anh em, hay là một số anh em trong miền Tây thì gọi là cái con bổ đụng á. Nó đóng cái con viền trên với con viền dưới nó cách nhau xa quá, làm cái mặt ghe nó gọi là nó không có được đẹp anh em. Và họ mở theo kiểu cái vùng ngòi á, mở bóp mũi cơ, làm cái tính thẩm mỹ của chiếc ghe nó cũng không có cao ha. Thì mặc dù là nó phù hợp với nhu cầu công việc của anh em đi sóng gió thì nó chẻ sóng chẻ gió tốt hơn. Nếu mà ở cái vùng ngòi này á, thì theo mình là mình vẫn thích cái mẫu ghe của anh em Bình Định hơn, đặc biệt là anh em ở cái vùng Vĩnh Lợi ha. Bởi vì mình đi thu mua, mình cũng có gặp một số anh em ghe của Vĩnh Lợi làm thu mua. Ví dụ ghe anh em nhà Bông Sứ nè, ghe anh em nhà Ba Bảy Đông nè, và một số những ghe thu mua khác, mẫu ghe thu mua của Bình Định đóng về Phú Yên. Thì mình thấy cái kích thước nó chỉ tầm 17m hoặc là gần 17m thôi, nhưng mà nhìn chiếc ghe nó
nó trọng tải nó cũng tầm hai mấy ba chục tấn rồi, rất là thoải mái vô tư ha. Mình nhìn cái mẫu ghe nó rất là chắc, nó cứng khừ luôn. Mình ra tới Đà Nẵng nhưng mà thật sự ghe ở Đà Nẵng mà ghe gọi là ghe kích thước lớn đó, là không có nhiều nha anh em. Đa phần là ghe của anh em dùng Quảng Ngãi, dùng Quảng Ngãi làm giờ kèo rất là lớn ha. Ghe 25, 27, 28 mét rất là nhiều. Và ghe ở các địa phương khác của anh em ở Quảng Bình nè, anh em của cái vùng mà Mỹ Thắng, Mỹ Đức, anh em tụ họp về đây hoặc là ghe của mình chụp Quảng Bình về đây thì rất là nhiều, và trong đó có cả mình chụp của Bình Định luôn ha. Ghe anh em Bình Định về đây rất là nhiều. Chứ còn ghe của địa phương Đà Nẵng ha, thì họ làm biển ghe cũng nhỏ nha anh em, ghe cũng gọn thôi, chỉ có nổi bật lên một vài chiếc ghe cũng hơi lớn lớn, và đặc biệt là ghe thu mua. Hôm trước mình quay ghe thu mua của anh Chiến ở Đà Nẵng ha, và một số anh em khác nữa, do ghe ở đây không có nhiều. Và ở đây ghe lưới cảng của Quảng Ngãi ra Đà Nẵng cũng nhiều anh em, ghe lưới cảng của Quảng Ngãi cũng rất là lớn. Ghe lặn thì mình không thấy, ghe lặn thì anh em đi xuống vùng dưới nhiều, không có đi cái vùng này ha, không có gặp ghe lặn ở cái vùng này. Nhưng mà ghe lặn của Quảng Ngãi thì mình gặp ở Nha Trang rất là nhiều ha.